Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại buổi soi cầu miền Nam trên kênh Chí Thanh Vlog. Ngày hôm qua thì ngày 6 tháng 2 năm 2022, ngày Chủ nhật, ngày cuối tuần vui vẻ, Lộc đã về đối với kênh Chí Thanh Vlog của mình. Mình dự đoán đại Tiền Giang là con số 75 và thật may mắn khi trúng được một lô. Chúc các anh em may mắn, hãy đăng ký và ủng hộ tiếp tục cho kênh của mình nha. Ngày hôm nay thì trên kênh Chí Thanh Vlog mình dự đoán tiếp những con số cho các bạn tham khảo như sau. Đài thành phố thì mình dự đoán con số 22 và 83. Đài Đồng Tháp mình dự đoán con số 07 và 56. Đài Cà Mau thì mình dự đoán con số 39 và 93. Đó, và chúc các anh em may mắn, hãy đăng ký và ủng hộ giúp kênh Chí Thanh Vlog mình nha. Trên kênh của mình còn nhiều video hay nói về thế giới động vật, mong các anh em ủng hộ, like, chia sẻ và giúp đỡ kênh.